Toán lớp 6 chứng minh ABC chia hết cho ABC. Được chưa ạ? Thì thứ nhất các bạn cần nhớ kiến thức này, đó là ABC này người ta có phần lớn người ta có gạch ngang ở trên đây nè. ABC gạch ngang. Thì số này có 6 chữ số nè, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. Thì số 6 chữ số này người ta có thể viết như sau. Các bạn nhìn kỹ năng nha. A sao A mấy số à? 5 số, các bạn đếm giúp Lợi, 5 số là 1 thêm 5 số 0. Cộng tiếp tục B nhân sao B mấy số à? 4 số thì 1 thêm 4 số 0. Cộng tới C sao C 3 số nhân 3 số 0. Cộng A sao A 2 số thêm 2 số 0. Cộng B sao B 1 số thêm 1 số 0. Cộng C sao C không có. Được chưa? Và ta có thể viết kiểu khác, đó là A. Đây là kiếm mấy số 0 à? 5 số 0 chính là 10 mũ 5. Cộng tiếp tục như vậy, B nhân 10 mũ 4 cộng C nhân 10 mũ 3 cộng A nhân 10 mũ 2 cộng B nhân 10 mũ 1 cộng C. Được chưa? Rồi, để chứng minh ABC chia hết cho ABC thì các bạn tinh ý nè, ở đây cần ABC thì mình gom ABC lại chung. Vậy ta có ABC gạch ngang bằng ABC. Sao ABC mấy số ạ? 3 số lại nhân 1 thêm 3 số 0. Cộng tiếp tục đây cũng ABC. Sao ABC này có số nào mà? 0 chính là nhân cho 1 đó các bạn. Rồi, hai thằng này có chung gì ạ? Chung ABC. ABC gạch ngang nhân mở ngoặc. Chung mang ra còn lại là 1 0 0 0 cộng 1. Vậy bằng ABC gạch ngang nhân 1 0 0 1. Vậy cho thấy thằng này chia hết cho ABC.